Xin chào các em. Cô rất vui được gặp lại các em trong khóa học Lịch sử và Địa lý 6. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên trang web olm.vn. Các em hãy quan sát những hình ảnh sau và cho biết những công trình kiến trúc này có tên là gì? Chúng phản ánh về thời kỳ nào trong lịch sử? Cảm ơn câu trả lời của các em. Trong bài học trước, chúng ta đã được tìm hiểu về sự ra đời của nhà nước Văn Lang và Âu Lạc. Đây là những nhà nước đầu tiên của người Việt cổ. Vậy các em có thắc mắc cư dân Văn Lang, Âu Lạc trong quá khứ đã sinh sống như thế nào hay không? Cùng giải mã trong phần 2 của bài học, nhà nước Văn Lang, Âu Lạc cùng cô Thu Trang nhé. Với mục tiêu mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang Âu Lạc, mời các em tìm hiểu nội dung số 3 của bài học. Cư dân Văn Lang Âu Lạc sống chủ yếu bằng nghề gì? Họ có những công cụ sản xuất nào? Họ ăn gì, mặc gì, ở đâu và đi lại bằng phương tiện nào? Đây là những nội dung xoay quanh về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang và Âu Lạc các em hãy quan sát một số công cụ lao động thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn sau đây và cho biết người Văn Lang Âu Lạc sử dụng những công cụ này để làm gì. Cảm ơn câu trả lời của các em. Lưỡi cày đồng hình bướm giúp quốc đất làm ruộng. Lưỡi liềm để gặt lúa. Dù đồng để xới đất cho màu mỡ và tơi xốp hơn. Chúng ta sẽ cùng quan sát quang cảnh một ngày mùa của cư dân Văn Lang Âu Lạc nhé. Các em có phát hiện ra những công cụ làm nông nào được xuất hiện trong bức tranh này hay không? Cảm ơn các em. Cư dân Văn Lang Âu Lạc chủ yếu sống bằng nghề nông, trồng lúa nước. Họ dùng cuốc, rìu, liềm làm công cụ sản xuất. Tháp đồng được tìm thấy rất nhiều trong nền văn hóa Đông Sơn như thạp đồng đào thịnh, tháp đồng đào xá. Với công dụng đựng thóc lúa, chứng tỏ hạt lúa rất thiêng liêng đối với con người nên những tháp đồng này được trang trí rất cung phu và tỉ mỉ. Vì tập trung chủ yếu sống ven các dòng sông lớn, nên phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân đó là thuyền, cư dân làm nhà sàn ở những vùng đất cao ven sông, ven biển hay trên sườn đồi. Họ ở nhà sàn làm bằng tre, nứa, lá, có mái cong hình thuyền hay mái tròn hình môi thuyền. Nhà sàn đã giúp họ tránh khỏi sự nguy hiểm từ thú dữ. Người Việt cổ thường để tóc dài ngang vai, tóc búi hay tóc tết đuôi sam Nam thì đóng khố, cởi trần đi chân đất, nữ mặc váy, mặc yếm. Tất nhiên, trong những ngày lễ hội, trang phục sẽ cầu kỳ và lộng lẫy hơn. Họ đội mũ cắm lông chim hay bông lau, nữ mặc áo có váy xòe, đeo trang sức, nam mặc khố dài. Một bức tranh về quang cảnh ngày mùa, nhưng đã phản ánh rất rõ đời sống vật chất của cư dân Văn Lang âu lạc đúng không nào các em? Để luyện tập kiến thức trong nội dung này, các em hãy thực hiện nhiệm vụ sau. Đó là một số nét về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc. Vậy, đời sống tinh thần thì sao, các em nhỉ? Giữa một khung cảnh làng xóm yên bình, nhà sàn san sát, hiện lên nổi bật là những chiếc trống đồng. Trống đồng được tìm thấy ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Từ việc giải mã trống đồng, người đời sau phần nào hiểu được về đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang Âu Lạc. Hình ảnh trung tâm trên trống đồng mang ý nghĩa mặt trời, cho biết cư dân Văn Lang Âu Lạc có tín ngưỡng thờ cúng các lực lượng trong tự nhiên, đặc biệt là thần mặt trời. Trên trống đồng, người ta tìm được nhiều kiểu họa tiết, hoa văn phản ánh đời sống âm nhạc phong phú. Tiêu biểu là nhạc cụ bộ gõ gồm các loại trống đồng, trống da, phách, các loại cồng chiêng và chuông nhạc. Đặc biệt, trong những ngày lễ hội thường vang lên tiếng trống, tiếng chiêng, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Một thử thách nho nhỏ đang đợi các em ở phía trước đấy. Cùng tham gia nhé! Trong mâm cơm ngày Tết này, còn đang thiếu một món ăn rất quen thuộc. Món ăn này bao gồm những nguyên liệu, gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn và được bọc bằng lá rong xanh ngát. Các em có đoán được đó là món ăn nào hay không? Rất nhiều bạn trả lời đúng trong câu hỏi này, đúng không nào? Chuyện kể rằng, vua Hùng lúc về già muốn truyền ngôi nhưng lại không biết chọn ai cho xứng đáng. Nhân lễ tiên vương, nhà vua muốn tìm một lễ vật sao cho vừa ý. Trong khi các lang mang đến sơn hào hải vị, thì người con trai thứ 18 là Lăng Liêu. Khi được thần nhân mách bảo, đã mang đến hai món bánh ngon làm từ hạt gạo thân thuộc, là bánh trưng và bánh dày. Từ đấy, nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi và có tục ngày Tết là bánh trưng, bánh dày. Thiếu bánh trưng, bánh dày là thiếu hẳn hương vị ngày Tết. Như vậy, cư dân Văn Lang Âu Lạc có đời sống phong phú, giản dị và hòa hợp với thiên nhiên. Cô Trang sẽ tổng kết lại nội dung bài học thông qua bảng sau đây nhé. Về đời sống vật chất, cư dân Văn Lang Âu Lạc đã biết đến nông nghiệp dùng cày và lấy nghề nông trồng lúa nước làm nghề chính. Ngoài ra, họ còn trồng các loại hoa màu, trồng dâu, nuôi tằm Nghề luyện kim, kỹ thuật đúc đồng đã phát triển với những hiện vật tiêu biểu như trúng đồng ngọc lũ, thạp đồng đào thịnh. Thức ăn chính của cư dân là gạo nếp, gạo tẻ, rau, thịt. Chủ yếu họ ở trong nhà sàn là bằng tre, nứa, lá. Phụ nữ mặc áo yếm váy xòe, nam cởi trần nóng khố đi chân đất. Về đời sống tinh thần, cư dân văn lang âu lạc thờ cúng tổ tiên và các vị thần trong tự nhiên như thần mặt trời, thần núi, thần sông. Họ có tục xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu. Ngày Tết là bánh trưng, bánh dày và tổ chức các lễ hội gắn với nền nông nghiệp lúa nước. Để luyện tập những nội dung đã tìm hiểu trong bài học, các em hãy hoàn thành nhiệm vụ sau. những điều giản dị đã tạo nên bản sắc của văn hóa Việt, chống lại sự đồng hóa của các dân tộc khác. Chúng ta cần có ý thức, trách nhiệm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại hội nhập ngày nay, để Việt Nam hòa nhập với thế giới nhưng không hòa tan. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Để tiếp tục tìm hiểu những bài học thú vị, các em hãy tham gia khóa học tại lm.vn và theo dõi kênh Học Trực Tuyến OLM. Xin chào và hẹn gặp lại!